Tập 15. Ăn đi, đứa trẻ đáng thương. Lão thân biết được tư vị bụng đói. Nè, ngồi xuống. Ăn mày chúng ta cũng chia làm nhiều cấp bậc. Gian trong cùng này đương nhiên là để lại cho trưởng lão. Tối hôm nay cậu ở cùng với ta ở chỗ này đi ha. Dạ. Cậu là người nơi nào? Không muốn nói thì thôi, Dương bà biết. Phàm là người tới nơi này đương nhiên đều có chuyện hết. Lão bà, ta nghe nói đương kim thánh thượng là một bậc minh quân, bách tính không phải an cư lạc nghiệp sao? Tại sao người còn phải ra ngoài đường xin ăn? Con à, con có bị ngốc không vậy? Năm nay lũ lụt diễn ra khắp nơi, nhà chúng ta đều mất hết rồi. Hai con trai của ta cũng không thấy nữa. Ta chỉ đành đi theo các hương thân, vừa tìm con vừa xin ăn. Tốt xấu gì thì ở đây cũng tìm được một chỗ nghỉ chân yên ổn. Lão bà, quan phủ không phải là có lương thực cứu tế sao? Tại sao mọi người không đi lĩnh? Nạn dân nhiều tới như vậy, quan phủ sao có thể cứu tế hết được chứ? Ta thấy đâu có bao nhiêu đâu. Dương bà, hôm nay kiếm được bao nhiêu đồ ăn? Cậu ta là ai vậy? Sao bà không kiếm cơm về, lại kiếm thêm một miệng ăn về là sao? Ta thấy cậu ta đáng thương lắm, ta không thể thấy chết không cứu được. Cậu ta trắng trẻo sạch sẽ, không giống như là người sống khổ. Cậu tự mình xem đi, chỗ chúng tôi đã chất đầy người rồi, sao có thể chứa thêm cậu được nữa? Đói quá. Đây là thiên hạ của trọng sao? Quá ra là ta luôn bị che mắt, không ngờ lại có nhiều người phải đi xin ăn như vậy. Nếu cậu muốn ở đây thì cậu phải làm việc. Cậu Đảng, Lục Tử, các ngươi cùng với tên mới này đi tới đường Dương phủ kiếm chút đồ ăn về đây. Nếu không mọi người sẽ chết đói đó. Đi thôi. Đại trả, chúng ta không thể ghen gan đi như vậy được đâu. Điều này có thể gây ra rắc rối không cần thiết. Vậy phải làm sao? Chị ân nhân cứu mạng đó quả nhiên là nghĩ chu đáo. Cô xem người đó đã chuẩn bị rất nhiều y phục cũ cho chúng ta. Yên Nhi, lát nữa muội hãy giả làm hạ nhân. Phượng Nhi, cô giả trang thành gia hoàng, còn ta sẽ giả trang thành tiểu thư già giàu được không? Nhưng mà tại sao hai người vẫn là nữ nhân, còn ta lại làm nam nhân chứ? Chúng ta làm như vậy là để tránh sự truy đuổi của Lưu Công Công. Muội đừng có so đo nữa. Bóng đồ tốt nhất là không nên đi theo chúng ta. Hình dạng của huynh ấy rất dễ bị nhận ra. Nhưng mà ba chúng ta thật sự cần một người để bảo vệ. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Hơn nữa báo nô rất là lợi hại. Chuyện chúng ta tìm hoàng thượng, huynh ấy chắc chắn có thể giúp. Bán đồ, vậy thì huynh cũng mau mau thay y phục đi, sau đó thì che một nửa khuôn mặt lại, như vậy có được không? Báo nô, chúng ta sẽ cùng tìm chủ nhân của ngọc bội này, huynh giúp ta nha.
Lát nữa cẩu đảng nằm trên tấm ván gỗ giả vờ ngất, còn ngươi dập đầu với người qua đường, còn ta sẽ đi canh chừng cho các ngươi. Nếu người của nha môn tới thì chúng ta liền bỏ trốn có được không? Tội căn, trẫm là thiên tử của bổn triều, sao có thể quỳ gối trước người khác? Hay hả? Ngươi nói xem hắn có phải bị khùng hay không? Thật đúng là bị khùng mà. À, thôi bỏ đi, để hắn nằm giả chết là được rồi. Ta sẽ đi dập đầu cho. Đâu rồi? Hắn đâu rồi? Bên này, bên này, mau qua đây, nhanh lên. Ngươi bị điên rồi sao? Ngươi có biết ở đây là đâu hay không? Ở đây là nha môn đó, ngươi vào trong là chết chắc. Ta biết đây là nha môn cho nên ta mới tới đây. Ngươi có biết ở đây là nha môn hay không? Ngươi còn dám chạy tới đây sao? Người của nha môn nhất định sẽ bắt ngươi. Đúng vậy đó, nơi đó không ăn được không uống được, tới đó người ta không thuận mắt sẽ giết ngươi đó. Nói với các ngươi cũng vô dụng. Ta thực sự là đương kim thánh thượng. Đừng có vào trong mà, nhanh đi theo tụi ta. Nhanh lên, nhanh lên đi. Chỉ cần tìm được Vinh đại nhân, bổn vương lập tức báo với Lưu đại nhân. Phải bắt sống, nếu để người chết nhất định phải chết cùng. Tiểu nhân đã hiểu rồi, các vị đi thông thả. Ở quê nhà xảy ra bão lũ cuốn hết nhà cửa, cha mẹ đều mất hết, chị đệ cũng bị liệt, hoàng thượng của các ngươi đi đâu? Ta sẽ có trong thượng, chúng ta đi mà. Ta là đương kim hoàng thượng, chúng ta đi. Ta không đi đâu, ta thực sự không đi. Ta là đương kim hoàng thượng, ta không đi. Giúp chúng ta đi mà. Cứu ta đi. Đó, ta bị vậy. Ta không biết. Ta lên, 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 lên. Mau chạy đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đó, mau chạy đi. Mau chạy đi. Bên kia kìa. Đứng lại. Tìm hắn đi. Đứng lại. Bên đây. Đuổi theo. Đứng lại. Bắt lấy kẻ lừa tiền cho ta. Nhanh lên. Chết ta rồi. Đuổi theo. Cái tên điên đó đâu rồi? Không sao, có dây thừng đâu mà. Dây thừng đâu? Đi thôi. Đó, đừng để hắn chạy mất. Đứng lại. Mau đi thôi. Không lo được không đâu. Không lo được rồi. Có nhà vậy đó. Đi đi, đi. Mau cửa trói cho ta. Ta là hoàng thượng của các ngươi. Hoàng thượng ha. Xem ra ta phải đánh tên điên ngươi. Đến tám đời tổ tông của ngươi không nhận ra luôn. To gan, ngươi dám nói năng với hoàng thượng như vậy hả? Cẩn thận ta tru di cửu tộc các ngươi. Dẫn về nhà môn. Ta thực sự là hoàng thượng. Nhanh lên. Mau lên. Ta là hoàng thượng mày đó. Đừng nói nhiều. Đi đâu? Nhanh lên. Phượng Nhi, cô nói xem đại nhạc phủ nhiều người như vậy, khi nào chúng ta mới tìm được hoàng thượng đây? Ta tin là báo nô nhất định sẽ tìm được mà. Đi. Báo nô, sao vậy? Đi. 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 Hoàng thượng. Các ngươi lại. Phượng Nhi. Phượng Nhi, là ta đây. Gọi cái gì mà gọi? Đại tiểu thư à, khiến cô kinh sợ rồi. Kéo hắn trở về nhà môn. Đại đã, chị đại ca à, hắn là người thân của chúng tôi đó. Ê, Phượng Nhi, đây không phải là ca ca của cô sao? Ờ, đúng rồi, huynh ấy là ca ca của ta. Sau hai ngày không thấy, sao huynh biến thành như vậy rồi? Quan sai đại nhân, ca ca của ta đầu có vấn đề một chút. Câm miệng. Huynh ấy cứ luôn ảo tưởng mình là hoàng thượng. Ta thực sự lại. Thật ngại quá, gây phiền phức cho các ngài rồi. Đại ca, hay là để bọn ta dẫn hắn về nha. Tiểu thư à, chúng tôi phải dẫn hắn về ghi án lại. Ngày mai các người đến nhà môn đón hắn nha. Không phải cái đó. A Gương, A Gương, mau lấy ra 2 lượng bạc đi. Nè, gửi 2 vị đại ca mua chút rượu uống. Có lẽ là bắt nhầm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Không sai, không sai mà. Đúng lắm, đúng lắm. Được rồi, thôi, thôi. Đi thôi. Vì các ngài rồi, vất vả rồi. Phượng Nhi, không sao đâu. Chú đại ca, báo nô, mau đi thôi. Ninh Nhi, Ninh Nhi, Ninh Nhi, Ninh Nhi, Ninh Nhi. Hoàng thượng, người tỉnh rồi. Ba người sao lại ở đây? Ba người còn muốn liên thủ gạt trẫm sao? Xin hoàng thượng thứ tội, ba chúng tôi trước đây không biết thân phận thật của người,
cho nên mới nhận chỉ thị của người khác làm những chuyện như vậy. Hoàng thượng thánh minh chắc chắn có thể phân rõ trắng đen, hiểu rõ đúng sai. Tất cả các ngươi đi đi, trẫm không muốn nghe các ngươi giải thích. Hoàng thượng, trẫm không muốn nghe, trẫm không muốn nghe các ngươi giải thích. Bây giờ phải làm sao đây? Hoàng thượng vẫn còn rất giận đó. Hoàng thượng vừa bị kinh hãi, chắc chắn không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng mà không sao đâu, tin rằng qua một thời gian nữa là có thể bình tĩnh lại. Xem người bị dạy dò như bây giờ, ta thật sự rất là áy náy. Đổi lại là ai bị gạt như vậy cũng sẽ vô cùng tức giận, có đúng không? Được rồi, dù sao bây giờ cũng mặc kệ. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm thấy hoàng thượng, lần này không thể để người chạy nữa. Khởi bẩm đốc chủ, ba vị của đường đó dường như có cao thủ tương trợ. Ngay cả tinh anh Cẩm Y Vệ mà thuộc hạ phái đi cũng thiếu chút nữa toàn bộ bị hại, chỉ có một người sống sót trở về. Đúng là một đám phế vật. Xin đốc chủ bất giận, nhưng người đó nghe được bọn họ nói chuyện, nói là đi đại nhạc phủ tìm hoàng thượng cầu tình. Tính toán có lợi cho mình đúng là không tệ. Bọn họ muốn tìm thấy hoàng thượng trước ta, sau đó cầu xin hoàng thượng làm chỗ dựa, truyền lệnh xuống tiếp tục tăng cường tìm kiếm, để ta xem rốt cuộc là ai nhanh hơn đây. Dạ. Ba người muốn làm gì? Muốn dọa chết trẫm hả? Vậy người đang định đi đâu? Ta đi đâu thì có liên quan gì tới các ngươi? Đừng tưởng là các ngươi cứu trẫm thì có thể bắt trẫm cảm tạ báo ơn. Nè, người đứng lại, đừng đi. Làm gì vậy? Chu Chu à. Chu đại ca, quên quay về của chúng tôi đi. Phải đó Chu công tử, chúng ta khó khăn lắm mới tìm thấy người. Người cứ như vậy mà đi thì ba người chúng ta chỉ còn con đường chết. Một con đường chết? Ai cho các người chết? Ta không cho các người chết. Nhưng nếu thực sự như vậy, nói không chừng ta có thể thay đổi chủ ý, trị tội bất kính của các người. Sao có thể để hoàng thượng đi được? Chúng ta thực sự không có lý do gì bắt hoàng thượng giúp chúng ta. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách để người cam tâm tình nguyện ở lại. Vậy thì mau đuổi theo đi. Đuổi theo? Thiệt tình. Đó, 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 đó. Ba người làm gì vậy? Có thôi đi không hả? Khắp thiên hạ này không có nơi nào không thể đi. Chúng tôi vì sao không thể đi? Phải đó. Nàng cũng biết là cả thiên hạ này đều là của trẫm. Trẫm không cho ba người các ngươi đi thâu. Ta cứ đi đó thì sao? Hoàng thượng không phải muốn sống cuộc sống của bách tính sao? Mà đã là bách tính, sao có chuyện không cho người khác đi chứ? Ông chủ. Dạ. Cho ta một đĩa thịt. Được. Ông chủ, cho một dĩa thịt. À, dạ, dạ. Cho tao bình rượu. Cho bình rượu. Mang cho tao mấy cái bánh bao. Lấy thêm mấy cái bánh bao. Có ngay, xin đợi một chút. Bánh bao tới rồi. Đa tạ. Ông chủ ơi, cho một chút đồ ăn đi ông chủ. Cho tao một chút đồ đi, ăn đi, đi đi. Ta đói bụng cho quá. Cho một chút đi mà. Cậu tử, Lục tử. Qua đây, qua đây, qua đây. Là ta đây. Là tên điên, đúng là tên điên rồi. Là tên điên, là ngươi thật sao? Là ngươi thật sao? Đúng là ngươi rồi. Ngươi không sao chứ? Sao đột nhiên ngươi lại biến thành kẻ có tiền vậy? Ngươi cũng không dẫn mấy ca ca đi cùng phát tài đi. Đúng vậy. Phát tài gì chứ? Ta còn chưa phải là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt sao? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nè, nhìn thấy ba nữ nhân bàn bên không? Một chút nữa giữ chân bọn họ, ta sẽ mời các huynh ăn đại tiệc, được không? Đi đi. Cô nương làm ơn đi, cho ta một chút đồ ăn đi, ta đói quá. Đa tạ cô nương. Chúng ta đói lắm. Đa tạ, đa tạ cô nương. 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 Đa tạ
Tốt quá. Chú công tử. Chú công tử. Ba dì của nương. Này đó từ. Cha con nương. Con nương, con nương. Ba dì thật là tốt. Chú công tử. Này này. Ngươi biết không, bình thường đám tham quan trung thần đó, người nào cũng đều nói với trẫm, cái gì mà thiên hạ thái bình, của cải dồi dào, người người đều an cư lạc nghiệp. Lũ dối trá, tất cả đều là một đám lừa đảo. Ngươi có biết, thế giới mà trẫm bây giờ nhìn thấy là người già không nơi trở về, các nạn dân không được ăn no bụng, quần áo không đủ che. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy thì thiên hạ sắp diệt vong mất. Nè, trẫm đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có thể có một chút lễ phép trả lời lại hay không? Được không? Ngươi đó, ngươi giống y như cái tên Trường Canh, như người chết đánh ba cái cũng không chút phản ứng. Trẫm thật đúng là xui xẻo, đúng là xui xẻo cả mấy đời mới ở cùng chỗ với các ngươi. Hả? Trong cung ngoài cung đều là nước đổ đầu dịch, tức chết trẫm mà. Cha tụi nhỏ, gạo ở trong nhà sắp hết rồi, gia đình của La Gia mấy hôm nữa sẽ tới thu tiền. Chẳng nói chúng ta phải làm sao đây? Hay là chúng ta bán con lừa này đi, để trả hết nợ, còn có thể mua chút đồ ăn tẩm bổ cho nàng. Vậy sao được chứ, không có lừa, vụ mùa đầu xuân phải làm sao đây? Đó, hai ngươi cần bao nhiêu tiền, ta cho. Tẩu tẩu, những thứ này còn có thể ăn được sao? Chu tiểu đệ, xem ra đệ chưa từng trải qua nạn đói rồi. Khi đó không có gì để ăn hết, chúng ta thậm chí còn ăn có vỏ cây rễ cỏ đó. Các người thì ăn mấy thứ này, còn ta mỗi ngày ở trong cung lại ăn sơn hào hải vị, còn kén chọn đủ thứ. Cháu xong rồi, đây đây. Tẩu tẩu, chậm thôi. Chu tiểu đệ à? Dạ. Nhà chúng ta chẳng có gì, chỉ còn lại chút gạo thôi, đừng có chê cười nha. Không đâu mà. Nhưng lúc còn nóng mau ăn đi. Đây. Được rồi, ăn miếng nữa. Thêm miếng nữa nha. Ngon lắm. Ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Lần này thực sự cảm ơn tiểu đệ nhiều nha. Đệ cứ yên tâm, đợi ngày ta giàu có, ta nhất định sẽ trả lại cho đệ. À không, Tề Lục ca, tiền không cần trả, coi như là quà gặp mặt của ta với Chắc Nhi. Đa tạ đệ. Đa tạ đệ, đa tạ đệ rất nhiều. Hai người các ngươi đi theo ta. Các ngươi muốn làm gì? Đứng đi, các ngươi còn cử động, ta sẽ giết cô ta. À được 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 được, ta đi với các ngươi. Báo dẫn đi. Đa đi thôi. Tử à, bọn ta sẽ an toàn trở về. Không chậm giờ nàng ấy. Tâm đi. Đi thôi. Đi thôi. Đi đi, nhanh lên. Đằng sau đi, nhanh lên. Mau lên, lên. Đám quan binh này muốn đưa chúng ta đi đâu vậy? Nhanh lên. Hả? Quỳnh biết không? Mau lên. Không được nhiều lời, đi nhanh lên. Người chăm đánh ta. Đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa. Làm gì vậy? Các ngươi đều là quan binh của Đại Minh, trách nhiệm của các ngươi là bảo vệ bách tính chứ không phải là làm tổn thương họ. Quyền lệnh của các ngươi đâu? Ta muốn gặp hắn. Tiểu tử thối, còn muốn gặp đại nhân chúng ta, để cho ngươi nếm thử mùi lợi hại của thập bát miệng của hồ đình ta. Bắt hắn lại. Lục ca. Lục ca. Lục ca. Lục ca. Lục ca. Lục ca. Hãy dám chạy thì hắn chính là kết cục của các ngươi. Lục ca, các ngươi là lũ súc sinh giết người không chớp mắt. Ta liều mạng với các ngươi. Giết chết hắn đi. Đi. Nhanh lên. Đi tiếp. Nhanh lên. Mau lên. Đi đi. Nhanh lên. Đi thôi. Đi đi. Nhanh lên. Mau lên đi. Mau lên. Nhanh lên. Đi.
Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nói người đó. Mau qua đây. Nhanh lên. Mau qua đây đi. Nhanh lên đi. Ở đó đó. Lại mày cái gì nữa? Đến đây. Mau ngồi xuống đi. Đừng để họ nhìn thấy. Đi. Trời ơi. Ngồi xuống. Nhanh lên. Trời ơi. Mau ngồi xuống. Mau đi. Nhanh lên. Đúng là quên ấy rồi. Bây giờ làm sao đây? Đừng để bị phát hiện. Nhanh đi. Chúng ta đi cứu người thôi. Đợi đã. Cho dù bây giờ chúng ta tìm được người trở về, người lại bỏ chạy như lúc trước thì phải làm sao? Nhanh đi. Nhưng mà nhìn đám quan binh kia hình như không giống người tốt. Nhanh đi. Nếu như cho công tử của mệnh hệ gì thì chúng ta chết chắc đó. Ít nhất bây giờ người còn an toàn. Chúng ta cứ án binh bất động trước. Không sai. Để người cảm nhận được Giang Sơn Cẩm Tú thật sự là gì. Nè. Nhanh chân lên. Đi đi đi. Mau lên mau lên. Mau lên đi. Đừng để bị phát hiện. Đi đi đi. Nhanh lên. Ôi, nè, cẩn thận đó. Trời ơi. Tiểu tử thối, cho ngươi biết mùi quản kiện bao đồng. Chặt cái chân chó của hắn đi. Đao hạ lưu tình. Các vị quan gia, ta là người kinh thành, dẫn mấy thuộc hạ đến nơi này dạo chơi. Người này là gia đình của ta. Buổi sáng hôm nay ta lệnh cho hắn ra ngoài làm việc, không ngờ là lại đánh bậy đánh bạ, bị gại bắt. Quan gia, ngài xem có thể nương tình để ta mang hắn về được không? Chuyện này e là không được rồi. Ta dù sao cũng chỉ là một quan sai. Nhanh tay lên. Làm đây. Công tử của kinh thành quả nhiên là hào phóng, nhưng mà đám huynh đệ của ta nhiều như vậy, chút ngân lượng này sợ là không đủ chia đâu. A Cương. Lại đưa nữa hả? Còn không mau. Mau lên. Nhanh lên. Quan gia, ngài xem. Con người ta xưa nay đều rất dễ nói chuyện. Nếu đã là người ngoài bị bắt nhầm, ta sẽ nể mặt công tử. Thả tiểu tử thối này ra. Các ngươi mau đi đi. À, đúng rồi công tử. Ta nói công tử một câu. Gia nô này nhìn cũng được nhưng mà không dùng được. Một chút việc thể lực cũng không làm được. Nhanh tay lên. Nên đổi lấy một người tay chân nhanh nhẹn hơn. Người có tin là ta? Đi thôi. Ngươi làm gì vậy? Làm gì làm sao chứ? Ta đưa tiền rồi mà. Ai kêu huynh chạy loạn như ta vậy chứ? Ta đi đâu là chuyện của ta. Vậy thì huynh tiếp tục đi nữa đi. Dựa vào cái gì? Nàng nói gì là ta phải nghe nói theo sao? Nói chuyện với huynh như nói chuyện với đứa ta trẻ là vậy con hả? Ngươi. Quân gia. Quân gia. Đứa bé chỉ ngất đi thôi mà quân gia nó không làm sao hết. Quân gia. Quân gia. Ta cầu xin ngài mà quân gia. Quân gia, cầu mau. Xin ngài tha cho nó đi. Cứu họ. Quân gia, cầu xin ngài tha cho Nhi. Nó đi. Mau. Chưa công tử quân điên rồi. Ta vừa mất tiền để cứu quân đó, bây giờ còn cứu bọn họ nữa. Dù sao thì đó cũng là tiền của ba chúng ta mà. Tiền quan trọng hay là bạn người quan trọng? Nhìn lên. Làm việc đi. Nè. Mở lên. Nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Bách tính của trẫm sống trong cực khổ lầm than như vậy. Thả người ra đi. Giang sơn của trẫm có thể thái bình sao? Hoàng thượng, chỉ cần người chịu hồi cung thì có thể xoay chuyển càn khôn, cứu vạn dân thoát khỏi cảnh khổ. Không sai. Bây giờ chúng ta hồi cung. Sau khi trẫm hồi cung, phải bắt hết đám quan tham ô lại đây, một người cũng không bỏ sót. Nàng có cùng ta trở về không? Tuyết Nhi và Y Nhi đi đâu thì ta sẽ đi theo đó. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hồi cung. Bây giờ đang ở ngoài cung thì ta sẽ miễn hết mấy thứ lễ nghi. Sau này chỉ cần gọi ta là Chu đại ca là được. Được. Nè, cứu về rồi đó. Đa tạ ơn cứu mạng của các vị. Đa tạ các vị. Mẹ, đa tạ. Đứng dậy đi. Đa tạ. Đứng dậy đi mà. Đa tạ các ông vị rất nhiều. Ông cố gắng sống tốt nha. Ta sẽ trả lại cho các người thời thái bình thịnh vượng.
Nè, ăn một chút đi. À, đa tạ, đa tạ. À, đa tạ. Không có gì. Thiên hạ của Trẫm quá ra lại xấu xí như vậy. Đó, cầm lấy đi. Còn Trẫm cả ngày mơ mơ hồ hồ, không làm được gì thực tế cho Bách Tính. Tại kỳ dị, mưu kỳ chính, diễm kỳ chức, tận kỳ trách. Chu đại ca, đây không phải lỗi của huynh đâu, chỉ là huynh bị đám dân thần kia cố tình che mắt mà thôi. Tuyết Nhi, nếu như muội là Nam Nhi thì tốt, nếu như muội là Nam Nhi thì sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Quả ra huynh ấy hy vọng ta là huynh đệ, mà không phải là nữ nhân. Ngoan mà, đừng khóc nữa. Đó, đến đi. Mẹ nhất định sẽ về mà. Con à, tìm được con rồi, con đi đâu vậy? Cảm tạ mọi người. Không có gì đâu, cảm tạ. Cầm lấy cái này, giữ lấy cho đứa bé ăn. Sau này nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha. Dạ, dạ, dạ. Không sao rồi. Đi thôi. Tốt quá rồi, tìm thấy con rồi. Con đừng khóc nữa. Tuyết Nhi, Chu công tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng tìm Lưu Công Công đi. Chúng ta bây giờ vẫn chưa thể trở về. Chưa nói tới thời gian không kịp. Theo lý mà nói, triều đình phân bổ cứu trợ thiên tai, sao lại có nhiều Bách Tính lưu lạc bên ngoài như vậy? Chu công tử, bên cạnh huynh bây giờ chỉ có ba chúng ta. Chúng ta thực sự là năng lực có hạn, không thể cứu được nhiều người. Từ cổ chí kim, pháp luật của triều đình đối với tham quan đều rất nghiêm khắc, nhưng mà vẫn có những quan viên tự trói mình vào rọ, cắt xén của công làm của riêng. Trẫm lần này nhất định phải điều tra rõ ràng. Sau khi chúng ta khởi hành, hãy chia ra hành động, được không? Được. Ừ. Đi thôi. Đi. Các ngươi là ai? Tìm đến nhà ta làm gì? Chị này là thiếu đông gia của Tiền Trang Dinh Sương ở Kinh Thành. Dinh công tử, có việc muốn cầu kiến Dương đại nhân. Dinh Sương Tiền Trang? Ý người nói chẳng lẽ là một trong tứ đại Tiền Trang của Kinh Thành? Dinh Sương Tiền Trang? Đúng vậy. À, thất lễ, thất lễ, thất lễ. Vậy mà hai vị theo ta vào trong. Dinh công tử, Lý công tử, Dương mổ không thể nghênh đón từ xa, thất kính, thất kính. Dương đại nhân thật sự là một ngày bận trăm công ngàn việc, Dinh mổ có may mắn được gặp, thật sự là vinh hạnh vô cùng, vinh hạnh vô cùng. Dinh công tử mời ngồi. Dương đại nhân, đây là lễ gặp mặt mà công tử nhà ta chuẩn bị cho ngài, mong ngài dẫn cho. Dinh công tử, đường xá xa xôi, đi lại vất vả, còn tặng lễ gặp mặt làm gì? Chuyện chứ? Nên làm, chuyện nên làm. Hy vọng rằng viên giả bên châu giả này không bị phát hiện. Dinh Sương quả nhiên đứng đầu tứ đại Tiền Trang Kinh Thành, ra tay thật bất phàm, bổn quan không giận thì bất kính quan. Dương đại nhân thích là được rồi. Vậy thì nếu Dinh công tử sảng khoái như vậy, bổn quan đây cũng xin mạo muội hỏi một câu, Dinh công tử đến hoài diễn là có chuyện gì? Nếu Dương đại nhân đã hỏi như vậy, vậy thì ta sẽ nói thật. Tại hạ có chuyện muốn thỉnh cầu. Dinh công tử cứ việc nói. Nghe nói hiện tại trong kho lương thực của huyện nha có không ít lương thực đang dư, đúng không? Dinh Sương này là Tiền Trang, không phải kho thóc. Dinh công tử, công tử hỏi lương thực để làm gì? Dương đại nhân có điều không biết, bây giờ thiên tai là nghiêm trọng, bảy tỉnh đều hạn hán. Mặc dù giá ngũ cốc không thay đổi, nhưng mà vào đầu mùa xuân tới, khi mùa màng lại tiếp tục thất bát, thì giá ngũ cốc này nhất định sẽ tiếp tục tăng lên. Đây là thời gian tốt nhất để dự trữ ngũ cốc. Các người lui xuống hết đi. Dạ. Dinh công tử nói rất đúng. Bây giờ lương thực đúng là một con đường sinh tài. Có điều công tử nhầm rồi. Ngoài chuyện này, năm nay lương thực mất mùa, bên trong kho lương thực cũng không có gì nhiều.
Mà hơn nữa, lương thực này là triều đình kiểm soát, bổn quan không có quyền dùng dù chỉ một hạt đâu. Dương đại nhân, ngài là mệnh quan của triều đình, mặc dù chúng tôi là những người kinh doanh, nhưng đối với chuyện của triều đình cũng là biết một chút ít. Tuy triều đình đã ban pháp lệnh rồi, nhưng mà vẫn có cách xoay chuyển. Miễn là chúng ta lo liệu tốt thì có việc gì không thể vượt qua. Dương đại nhân, đến lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để mà vượt qua. Cùng làm cùng có lợi. Dương đại nhân, sẽ không ai khác biết được đâu. Được rồi, Vinh công tử quả nhiên sảng khoái. Vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa, kho lương thực vẫn còn, nhưng mà bây giờ không thể nào lấy đi được. Tại sao? Nếu mọi người vừa gặp nhau đã như cố nhân, vậy thì ta không giấu giếm gì. Mấy ngày nay nghe tin từ kinh thành, không sai, sắp đến Hoài Diễn điều tra. Theo lệnh triều đình, lương thực cất giữ là hạng mục cần kiểm tra, cho nên phải đợi sau khi quan Khâm Sai rời đi, số lương thực này mới có thể vận chuyển được. Quá ra là vì lý do này. Xem ra chuyện này chúng ta có thể giúp một tay. Dương đại nhân, tại hạ với mấy vị quan kinh thành cũng quen khá thân, không biết là vị Khâm Sai đại nhân nào. Nghe nói vị Khâm Sai này họ Lưu, tên là Lưu An. Không biết là công tử có biết người này hay không? Lưu An, Lưu An, hóa ra là ngài ấy. Công tử biết vị Khâm Sai này sao? Dương đại nhân, thứ cho Dinh Mộ nói thẳng, nếu gặp hắn ta, Dương đại nhân e là hung nhiều lành ít. Không phải là ngài đang dọa ta đó chứ? Lưu đại nhân này là người như thế nào? Tên Lưu An này bảo thủ nghiêm khắc, lại vô cùng nóng nảy. Và nếu như mà chúng ta muốn hối lộ cho ông ấy thì thật sự là tự tìm đường chết. Tìm đường chết sao? Dương đại nhân, ngài xem, huyện Hòa Diễn khắp nơi đều là nạn nhân. Nếu như Khâm Sai đại nhân đến, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ truy xét. Đến lúc đó thì Dương đại nhân chỉ e là... Những gì Khâm Sai trước kia cũng không để ý tới việc này. Bất quá thì tìm cớ đòi một ít ngân lượng. Khi ngân lượng đã vào tay họ rồi thì cũng không ai kiểm tra nữa. Vị Khâm Sai này thì không dễ đối phó. Tự xưng là thiên hạ đệ nhất diệt thanh quan, vô cùng thanh liêm, không dễ lay động. Có điều phàm đã là con người thì nhất định cũng sẽ có điểm yếu. Vậy phải làm sao đây? Lại là loại quan như vậy sao? Trên đời này vẫn còn loại quan như vậy đó, Dương đại nhân. Thật ra thì không phải là không có cách. Vinh công tử có cách gì không? Cách thì có, chỉ có điều chỉ cần có thể giúp bổn quan vượt qua được cửa ải khó khăn này, lương thực của huyện Hoài Diễn bổn quan có thể bán cho công tử với giá hời. Được, nếu như đại nhân đã cất nhắc, vậy thì Dinh Mộ ta sẽ nói ra tất cả những gì mà ta nghĩ là tốt. Dương quyền lệnh, ngài xem, Khâm Sai chẳng phải là muốn nhìn thấy cảnh thái bình thịnh thế hay sao? Nếu như huyện Hoài Diễn không có, vậy thì hãy tạo ra cảnh giả cho ngài ấy xem. Giả sao? Dương đại nhân, ý của Dinh công tử chính là ngài có thể tìm thấy thủ hạ của mình, giả bộ làm thương gia và bách tính, cùng giao diễn một cảnh tượng thái bình thịnh thế cho Khâm Sai đại nhân xem. Hay, đúng là cách hay. Đói quá. Ông lão. Hai vị ân nhân, tại sao hai vị lại tìm tới đây vậy? Hôm nay chúng tôi tới đây là để báo cho mọi người biết một tin tốt. Tin tốt sao? Ngày mai huyện nha sẽ mở kho phát lương thực. Chúng tôi không tin đâu. Xin mọi người im lặng nghe ta nói đi mà.
Mặc dù ta không thể đảm bảo ngày mai nhất định sẽ mở kho phát lương thực, nhưng không phải bây giờ mọi người cũng không còn thứ gì để ăn sao? Tại sao chúng ta không hy vọng điều đó sẽ xảy ra? Phải đó. Chúng tôi không tin đâu. Mọi người bình tĩnh mà. Tôi không tin đâu. Nghe ta nói, hai vị cô nương này đã cứu mạng ta và cháu trai của ta. Vì vậy ta tin rằng họ sẽ không nói dối chúng ta đâu. Sẽ không bao giờ nói dối chúng ta. Quyền gia Hoài Diễn. Tất cả nghe rõ đi. Hôm nay các người sẽ đóng giả làm bách tính. Bây giờ tất cả đi thay phục, chuẩn bị sẵn sàng để phát lương thực. Rõ. Mà bắt đầu đi. Dạ. Nhanh lên. Nhanh chân lên đi. Đây. Sư cha. Đại nhân. Sắp xếp tới đâu rồi? Việc diễn tập tạm ổn rồi. Cái gì? Tạm ổn sao? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó. Nhưng đại nhân, hay là ngài thấy như vậy được không? Để cho bọn họ coi ta là Khâm Sai đại thần, để xem ta có nhận ra đó có phải là diễn hay không, để ngày mai không xảy ra vấn đề gì. Ý kiến hay. Vậy ngươi phân phó bọn họ diễn cho Vinh công tử xem một chút. Dạ. Đi. Tất cả mọi người tập hợp. Nhanh lên. Một lát nữa các ngươi diễn tập cho Dương đại nhân xem qua một lần. Tất cả tập trung diễn cho tốt đó. Rõ. Chuẩn bị sẵn sàng. Đi lên. Nhanh chân lên. Làm cho tốt nào. Mạnh nướng đi. Mạnh nướng. Dương công tử, ngài thấy sao? Người. Bốn người diễn không ra gì hết. Đại ca, lại đây. Ta hỏi ngươi, có thể nói giọng lớn hơn một chút có được không? Có thể la lớn nữa được không? Trong trường hợp ngày mai ngựa của Khâm Sai đại nhân quấy nhiễu chạy loạn xạ, ngươi phải làm sao? Các ngươi cười mà xấu hơn khóc nữa đó. Nụ cười giả tạo nhất ta từng thấy. Còn cười hả? Đứng lên đi. Nào, lại đây. Ngươi quay người lại, ngươi diễn cho tất cả mọi người xem, để mọi người xem thử đã bao giờ nhìn thấy một người ăn xin sạch sẽ như vậy chưa. Đã thấy chưa? Bớt ăn lại chút đi. Chưa thấy bao giờ. Các ngươi mau đi thay y phục. Diễn tệ quá. Dương đại nhân, ngài nói xem bọn họ không thể qua mắt được ta thì ngày mai làm sao có thể gạt được Khâm Sai đại thần. Vậy phải làm sao đây? Đại nhân. Có chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong. Nhưng mà Dương đại nhân, ngài không cần phải nóng lòng đâu. Không bằng để bổn công tử giới thiệu một bằng hữu tốt lo liệu chuyện này, để ngày mai có thể thuận lợi gạt được Khâm Sai đại thần. Vinh công tử có người thích hợp hay sao? Đương nhiên là có. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là Lý công tử nhà chúng ta. Lý công tử có thể giúp chúng ta? Chắc là Vinh đại nhân ngài đã từng nghe những chuyện về đương kim hoàng thượng rồi đúng không? Hoàng thượng là một người thích chơi trò diễn kịch, ngài biết chuyện này không? Nhưng mà có liên quan gì đến chuyện này chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi Vinh đại nhân. Nào, lại đây Vinh đại nhân. Hoàng thượng biết tiền trang chúng ta giàu có rộng lớn, vì vậy muốn chơi trò hóa trang di hành dân gian, nên là Lưu công công liền phái người tới nói với chúng ta biết và dặn dò bảo đảm an toàn cho hoàng thượng. Lý công tử chúng ta chỉ trong một đêm đã biến trong ngoài tiền trang của chúng ta thành một trấn nhỏ tuyệt đẹp, ngày hôm sau thuận lợi gạt được hoàng thượng. Đầu tiên phải sắp xếp lại cảnh vật cho tiền trang chúng ta, thứ hai phải đảm bảo được sự an toàn của hoàng thượng. Ngài nói xem, Lý huynh đệ của ta có phải là nhân tài không? Nói xem. Thật không thể tưởng tượng được Vinh công tử lại còn có biệt tài này. Ngay cả đương kim hoàng thượng mà cũng có thể gạt được. Vậy gạt một Khâm Sai đại nhân không phải dễ như trở bàn tay sao? Vinh công tử, lần này ngài có thể giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Một lời đã định. Một lời đã định. Được. Lý huynh đệ, người thấy sao? Nếu Dương đại nhân tín nhiệm ta như vậy, Lý mỗn nhất định phải toàn lực ủng hộ. Chỉ là Lý mỗn còn cần ngài giúp cho một chuyện mới có thể làm tốt việc này được. Lý công tử cứ nói. Thủ hạ của ngài tất cả đều là binh sĩ, dĩ nhiên sẽ không nghe lời một thường dân như ta sai bảo. Lý mỗn thân không có chức quan, cho nên e rằng có chút khó khăn.
Ta hiểu rồi, Lý công tử muốn một danh phận có đúng không? Vậy được rồi, ta sẽ ban cho công tử một chức quan. Nói không chưa có giá trị, xin đại nhân ban cho một văn bản. Như vậy Lý mẫu cũng yên tâm. Được, người đi với ta.